Chào các bạn, mình tên là Trần Thị Tú, năm nay 28 tuổi. Mình lấy nam là chơi ca sĩ Trần. Xin chào các bạn. Quang và bạn giám khảo đang ở Sài Gòn xưa và nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cho ngày mai khởi hành đi Thái Lan. Và chúng ta cùng vào gặp ban giám khảo nhé. Chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ với từng người giám khảo và đại diện của công ty Bảo Dương. May mắn, thành công, cho ngày ăn chóng lớn. Cảm ơn bác tài. Chuyện đâu còn có đó. Mã đấu thành công. Mọi người cùng chúc Kaiser có một cuộc thi tốt nhất và một cái tinh thần tốt nhất. Mà mình đi với tinh thần học hỏi. Hy vọng là mình sẽ gặt hái được rất nhiều kiến thức trong buổi thi này. Chào các bạn. I love Vietnam. Vietnam. Chào các bạn. Và bây giờ chuyến bay sẽ cất cánh từ Hồ Chí Minh đến Thái Lan. Và đây là những khách mời từ Việt Nam.
Thank you, Vietnam. Congratulations. Go enjoy the rest of the weekend in Bangkok, Thailand. Thank you very much. Qua 2 ngày khi có mặt tại Bangkok, Thái Lan trong cuộc thi Asia Pacific DJ Digital Medal thì đối với ban giám khảo là có nhiều điều để cần rút kinh nghiệm và học hỏi. Và hơn thế nữa là đối với các DJ khi chúng ta đã ra với khu vực thì rõ ràng rất là nhiều còn nhiều những mặt còn hạn chế, chúng ta cần phải đánh giá quan lại và có một cái định hướng tốt trong làm DJ của năm phát triển. Và anh Đinh thì sao? Anh thì thực sự là chuyến đi này rất là vui và rất là học hỏi rất là nhiều, được gặp gỡ tất cả thí sinh cũng như ban giám khảo các nước. Thì anh nghĩ là mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn cho thi lần tới của mình. Dạ. Còn Hoàng Anh? Thì những điều khác này là định với nhau nói đó rồi. Mình thấy là cái công tác tổ chức của nước bạn ở Thái Lan là chưa có tốt lắm. Hy vọng là một cái dịp nào đó nếu có cơ hội Việt Nam mình đăng cai thì mình sẽ làm tốt hơn lần này. Hi, chào các bạn. Thật là một hành trình thú vị đến Bangkok. Năm nay Kaiser rất may mắn là được chọn làm đại diện Việt Nam ở trong cuộc thi Asia Digital Paro của Baoni. Chúng ta có một hành trình thú vị. Chúng ta có những cuộc trò chuyện với DJ nước bạn. Chúng ta xem được cách ở Bangkok, Thái Lan họ tổ chức thi như thế nào. Thì mình cũng hy vọng là khi mà giải sẽ tổ chức ở Việt Nam thì chúng ta cũng đem lại những cái tình cảm thân thiết như vậy để gửi đến tất cả các nước bạn. Thì ngoài cái việc là được đi thi như thế này thì cái kinh nghiệm quý báu lớn hơn là việc được kết bạn và được tham gia tham chơi khu vực. Và rất cảm ơn công ty Bảo Dương đã tạo điều kiện cho chúng ta, cho Kaiser có cái dịp để đi cùng đoàn Việt Nam mình đến cuộc thi này. Goodbye Thái Lan. Goodbye Thái Lan. Và bây giờ là vẻ mặt hớn hở của nhà du lịch chúng ta. Nhà du lịch chúng ta vừa sau đồ ăn hôm nay, so với thị hiếu cũng như túi tiền của khách du lịch Việt Nam là cái mức thu nhập của người Việt nói riêng và DJ nói chung. Cái giá 6.000 bạc đến 7.000 bạc không đáng, không đáng. Không đáng, không đáng. Đó. Oh yeah. Đồ. Hay nát ông chính luôn rồi. Chào gia đình anh Định, chào chị, chào chị luôn, chào anh. Rồi gia đình anh Định đã xử sạch sẽ trên bàn rồi, mọi người không còn thấy cái gì hết. Đây là những hình ảnh cuối cùng, hết cả nổi. Bye, goodbye Thái Lan, goodbye Bangkok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ về Long An.